Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề thú vị, đó là mẹ bầu nên làm điều gì trước ngày sinh con. Mẹ bầu nên làm gì trước khi sinh để chuẩn bị sẵn sàng cho bước ngoặt lớn của cuộc đời mình? Bên cạnh là việc chuẩn bị kỹ lưỡng để em bé được sinh ra trong điều kiện tốt nhất, thì cũng đừng quên tận hưởng những tháng ngày thảnh thơi còn lại. Bởi vì khi sinh con ra rồi, bạn sẽ rất là bận rộn. Việc đầu tiên là mẹ nên làm những gì cho bản thân của mình. Và trước ngày dự sinh thì có những bạn đã có thể là nghỉ rồi, không đi làm việc nữa. Và mẹ dù là đi làm hay không thì nên dành thời gian cho bản thân mình. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, làm những điều mình thích. Ví dụ như bạn có thể nấu món gì đó ngon cho mình ăn trước ngày sinh, hoặc là làm đồ thủ công, đan len, hoặc là có thể là đi thăm thú một cái nơi nào đó ở gần bạn. Bạn có thể là thiết kế một cuốn nhật ký thai kỳ, có thể in ảnh lưu giữ những khoảnh khắc trong suốt quá trình bầu bí, và điều này sẽ giúp cho cảm xúc của các bạn tuyệt vời. Tiếp đến thì các mẹ hãy nghe nhạc, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi và thư giãn, vì điều này sẽ trở nên xa xỉ sau khi sinh xong. Nghe nhạc là một gợi ý tuyệt vời và bạn hãy làm điều này bất cứ khi nào có thể. Tiếp đến thì có thể dành một chút thời gian là viết thư cho em bé trong bụng bạn. Hãy ghi những điều gì xảy ra trong suốt thai kỳ, ví dụ như là giấc mơ đầu tiên mà bạn mơ khi mà trước khi có em bé, rồi những điều tuyệt vời mà bạn thấy được. Trong những ngày cuối cùng mang thai thì bạn có thể mua một thứ gì đó đặc biệt để tặng cho chính mình. Và bạn đừng ngần ngại, một món quà không cần quá đắt tiền như là một đôi giày chẳng hạn, thì bạn có thể là mua cho mình một đôi giày màu đỏ hoặc là một cái gì đó may mắn trong những ngày cuối cùng. Ngoài việc nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân thì bạn cũng cần phải có những dự định trong đầu và chuẩn bị sẵn tâm lý. Đó là việc lên kế hoạch sinh, hãy thử tưởng tượng xem giai đoạn lâm bồn sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên bạn cũng cần phải yên tâm, hãy tìm hiểu một số thông tin, xem lúc chuyển dạ như thế nào và sinh con thế nào. Và hãy tìm xem là những ai sẽ có mặt cùng bạn khi mà em bé chào đời. Các biện pháp giúp giảm đau hoặc can thiệp y tế kịp thời so với bạn như thế nào. Và tất cả thì chỉ là những dự tính thôi, và mong rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo đúng dự định và bạn hãy tin vào điều đó. Tiếp đến là cần chuẩn bị phần tài chính khi mà đi sinh, thì mẹ và gia đình cần chuẩn bị tài chính khi đón em bé chào đời. Tiếp đến là hãy suy nghĩ về sự hỗ trợ từ người thân sau khi sinh, vì việc chăm sóc trẻ sơ sinh thì không hề đơn giản đâu bạn ạ. Và đôi khi người thân trong gia đình như mẹ, chị gái có thể làm công việc càng phải khó khăn gấp bội. Nếu mẹ cảm thấy thoải mái khi có người bên cạnh thì hãy lên kế hoạch và phân công công việc hợp lý. Nếu mà mẹ chưa sẵn sàng thì cũng đừng ngại ngần từ chối sự giúp đỡ. Và sau này khi bé lớn lên thì chúng ta sẽ có nhiều điều mà cần phải có người giúp đỡ. Và hãy chuẩn bị và nghĩ cho kỳ nghỉ sinh của mình. Và trong ngày trước sinh thì bạn cố gắng là nghỉ ngơi và ăn uống những cái món gì mà nó là tốt cho sức khỏe và theo ý thích của mình nhé. Cuối cùng thì cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.